Bạn chị hiểu cảm giác mà chia tay mà không lý do không? Tức chứ. Tức nhất trong cuộc đời này, trong tình yêu luôn. Đúng, đó. Ghim. Bởi vì là em bị ảnh hưởng bởi K-pop rất là nhiều. Em cực kỳ là mê. Oh, yeah. Blackpink in your area. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Bí mật của sao. Và trong số phát sóng lần này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nam ca sĩ Gen Z rất là điển trai và cá tính nè. Và đặc biệt là bạn ấy vừa ra một chiếc MV có một cái tên mà mình nghe là mình cảm thấy tức dữ lắm, không nói nên lời. Và ngồi bên cạnh Kiwi là nam ca sĩ trẻ Đỗ Hoàng Dương. Và Đỗ Hoàng Dương là một bạn trẻ rất là tài năng, rất là cá tính. Và bạn ấy cũng vừa có một cái thành quả rất là tuyệt vời, một chiếc MV có tên là Không Nói Nên Lời. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn với Đỗ Hoàng Dương để xem là bạn ấy sẽ mang đến những câu chuyện thú vị nào trong số phát sóng lần này nha. Xin chào chị Quy và xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Đỗ Hoàng Dương và Dương rất là vui khi ngày hôm nay được ngồi tại đây để trò chuyện cùng với mọi người và chị Kiwi. Kiwi có theo dõi Hoàng Dương thì chị biết là em đã từng tham gia Giọng Hát Việt Nhí vào năm 2013. Rồi đến năm 2018 thì lại thử sức mình ở cuộc thi Giọng Hát Việt. Còn hiện tại thì sao, mình có đang định thử sức ở một cuộc thi nào nữa không? Em không. Bây giờ là em gọi là em sẽ tập trung cho âm nhạc và các lĩnh vực nghệ thuật của em tham gia nhiều hơn. Bởi vì là em cảm giác là em thi đủ rồi. Nghĩa là 2013 chỉ là một cái sự thử sức của em khi mà em còn bé. Em tham gia Giọng Hát Việt Nhí. Rồi sau đấy 2018 em có tham gia Giọng Hát Việt thì nó giống như là một cái sự comeback của em sau quãng thời gian là em đi học. Vậy thì đến bây giờ là năm 2022, yeah, thì Dương cảm thấy là mình so với là Hoàng Dương của hai cuộc thi của các năm trước thì đã trưởng thành như thế nào? Em thấy em bây giờ có một cái suy nghĩ khác, bởi vì lúc đấy là em vẫn rất là kiểu tuổi teen. Thật ra bây giờ vẫn teen nhưng mà ý là teen này khác với teen lúc đấy. Lúc đấy thì em suy nghĩ rất là đơn giản thôi, nhưng mà có một cái là bây giờ em không bị áp lực bởi chuyện học tập nữa, bởi vì là em đã hoàn thành cái việc học của mình rồi, nên là bây giờ em có thể chuyên tâm cho âm nhạc, nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Có lúc đấy là gần như là em chưa có gì trong tay cả, em chưa biết cái gì cả. Lúc đó thì chưa có gì trong tay nhưng mà có một cái là rất là nhiệt huyết, rất là đam mê. Khi mà Kiwi lần đầu gặp Dương á thì Kiwi thấy là wow, vừa bước vào là một cái khí chất của một người nghệ sĩ rất là tỏa sáng. Bởi vì thưa quý vị, khi mà một bạn trẻ có đam mê, có tài năng thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái điều mà sẽ làm cho khán giả không thể nào quên được đó là cái khí chất và cũng như là cái hào quang của một người nghệ sĩ, thì ở Hoàng Dương có điều đó nha. Vậy thì để có được tạo hình của Đỗ Hoàng Dương như bây giờ thì em đã được sự trợ giúp từ những ai, có thể chia sẻ được không? Trong suốt quãng thời gian vừa qua thì em cũng đã có được làm việc với khá là nhiều những anh chị có tiếng cũng như là có rất là nhiều kinh nghiệm trong nghề. Bởi vì là em muốn làm mới hình ảnh của mình. Mỗi một cái dự án thì em thường làm với một stylist khác nhau để nó phù hợp với cả từng cái bước chuyển giao của mình. Và lần trở lại thứ ba này với ca khúc Không Nói Nên Lời thì em làm việc với anh trai tôi đi. Ok, có thể nói là stylist nè, rồi make up, trang phục là những cái yếu tố rất là quan trọng để mà mình có thể định hình được phong cách của mình. Vậy thì nhìn Đỗ Hoàng Dương bây giờ là một phong cách rất là cá tính và gọi là rất là K-pop ấy, thì có phải đây là cái mục tiêu, cái định hướng hình ảnh mà Dương hướng tới không? Em thì em không có định hướng một cách gọi là rõ ràng, bởi vì là tùy vào mỗi thời điểm em cảm giác là em phù hợp với cái nào. Cái hình ảnh hiện tại có thể là mọi người thấy giống K-pop, bởi vì là em bị ảnh hưởng bởi K-pop rất là nhiều. Em cực kỳ là mê K-pop luôn. Là fan của ai nào? Em là fan Blackpink. Blackpink in your area. Đấy, em rất là thích Blackpink luôn, và đặc biệt là em rất là thích Jennie. Nói chung là em rất là thích các ngôi sao Hàn Quốc và em rất là hay nghe, nên em nghĩ là cái việc mà mình ảnh hưởng thì cũng không có cái gì gọi là quá lạ cả. Nhưng mà miễn sao là em vẫn giữ được cái chất riêng của anh. Đúng.
mình có thể hòa nhập nhưng mà mình không có hòa tan. Dạ đúng rồi. Đó. Thì ngồi ở đây vẫn là một Đỗ Hoàng Dương, vẫn có được một cái sự dễ thương nè, giản đơn của một bạn trẻ sinh năm 99, rồi lại có một cái sự trải nghiệm ở những cái cuộc thi khác nhau, rồi lại kết hợp cá tính, phong cách từ những idol Hàn Quốc mà Dương yêu mến nữa, thì sẽ tạo thành một Đỗ Hoàng Dương chỉ có riêng tại Việt Nam. Vậy thì với Hoàng Dương hiện tại nha, em tự cảm thấy là trong âm nhạc cá tính của em là gì, và trong cuộc sống cá tính của em như thế nào, nó có khác nhau không? Em thì em nghĩ là em muốn show những cái gì mà nó là em nhất cho mọi người thấy. Ví dụ như ở ngoài em năng lượng như thế nào thì em muốn là show cho mọi người thấy cái năng lượng đó của em, nhiệt huyết của em. Tại vì dù sao thì khán giả cũng cần cảm nhận những cái gì chân thật nhất từ mình, thì em muốn là cái điều đó họ sẽ cảm nhận được từ em. Mình đưa cái cá tính của mình, con người của mình như thế nào đưa vào âm nhạc luôn, thì khi đó cái âm nhạc của mình nó sẽ dễ dàng chạm tới khán giả hơn. Và gần đây thì Kiều Huy thấy là em vừa mới ra mắt một MV. Dạ đúng rồi. Cái ngày mà em đang ngồi đây này là cách đây vài hôm là em vừa mới ra một sản phẩm được mang tên là Không Nói Nên Lời. Dạ, đó là một bài, thật ra nghe cái tên bài mọi người thấy là nó buồn đúng không, hay là thật ra là nội dung bài cũng buồn luôn, nhưng mà em lại làm về một bài hát buồn đó lại trở thành một cái bài mà có một cái melody rất là dễ thương, vui nhộn, bởi vì là em muốn là vẫn năng lượng nhưng mình sẽ phải nhìn vào hiện thực. Đó là một cuộc tình chia tay mà không có lý do, thì mình rất là tức, nhưng mà em vẫn muốn là mình sẽ biến tấu để cho nó thành một cái gì đó rất là riêng của Đỗ Hoàng Dương ấy. Dương ơi, hồi nãy giờ là chị em mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Bây giờ Kiều Huy muốn nghe em hát quá. Chị chưa thể nào cảm nhận được cái cảm xúc ở trong bài của em đúng không? Cái đặt này đưa em cho chị xem cái cảm xúc tức nó như thế nào nhá. Ok, hát đi nhẹ. Ok. Tức quá đi không nói nên lời, hết yêu nhau đã lâu rồi thì nên nói với nhau một lời. Đừng tự ý biến mất đi không nói gì, lặng lẽ em rời xa đau lòng quá, bất ngờ ta thành hai người yêu cũ. Tự nhiên bất ngờ mình nghĩ cũ luôn á. Đúng rồi, nghe tức hả? Tự nhiên đang yên đang lành cái tự nhiên thành người yêu cũ ngàn xương vậy. Dạ, hay quá ta. Là những cái lời bài hát là nó rất là gần gũi, nó rất là đơn giản nhưng mà thấu tim nha, thấm nha. Đấy, nghe thì rất là giai điệu không mà đúng rồi, đúng rồi. Buồn. Bây giờ tên của bài hát là Không Nói Nên Lời. Vậy thì có phải là trong cái mối tình đó là không còn gì để nói nữa không? Không nói nên lời, cái này là một cái cảm xúc. Nó là một cái cảm xúc khi mà hai người chia tay nhau. Chia tay nhau xong rồi mà cái lý do nó quá là vô lý đi. Cái lý do nó quá là vô lý nên là mình cảm thấy là tức quá, không nói nên lời luôn. Cái cảm giác mà tức của mình ấy. Kiểu bạn chị hiểu cảm giác mà chia tay mà không lý do không? Tức chứ. Tức nhất trong cuộc đời này, trong tình yêu luôn. Đúng, đó. Ghim. Là mình cảm giác là trời ơi, cái mình bị ức chế. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ví dụ như yêu thì không yêu nữa thì cũng phải thẳng thắn đi, đúng không? Bây giờ yêu mà đến lúc mà chia tay thì lại không có lý do, hoặc là thậm chí có nhiều người chia tay bằng sự im lặng. Dạ đấy. Thì cái này nó là tổng hợp của những cái đó luôn đấy chị. Tìm cớ đúng không? Thế nhưng mà chị nghe những chia sẻ của Dương nha, chị có cảm nhận là Dương là một tấm chiếu trải khá nhiều trong tình yêu ấy. Ôi không, thật sự là cái này là em rất là hay đi vay mượn những cái cuộc tình ở trên mạng xã hội đấy chị. Ví dụ như là trên TikTok đấy thì em mới nói là cái chất liệu mà để em đưa ra cái idea gọi điện cho nhạc sĩ để làm cái bài hát này, thì là em thấy những cái video ở trên TikTok thì em cảm giác là ủi sao cuộc tình này nó lại tội nghiệp này. Trong khi đó bao nhiêu cuộc tình mình lướt ở bên trên thì rất là vui, đến cuộc tình này lại thảm này. Ok, thế thì cái này rất hay luôn. Cái này rất hay luôn nên là em muốn lấy ý tưởng này luôn. Và nó khá là ý nghĩa. Nhưng mà đây là một cái MV mà kịch bản được viết bởi Dương và Jason, đúng không? Vậy thì khi mà mình làm việc với một người có kinh nghiệm và cũng như là khá là khó tính như vậy thì có áp lực gì không? Thật ra thì nó là áp lực thì em cũng không áp lực lắm. Bởi vì anh Jason thì là một người anh của em luôn. Một người anh đã... Em đã biết anh Jason rất lâu rồi. Anh Jason cũng đã thực hiện được MV của em trong khoảng 2 năm trước. 2 năm trước? Trong 2 năm trước rồi. Nên là thật ra nhưng mà khi sau 2 năm mà làm việc lại thì nó vẫn như mới thôi. Nhưng mà em có một cái điều mà em hơi gọi là lo lắng. Bởi vì là sau 2 năm thì anh Jason đã được làm việc với rất là nhiều những anh chị nghệ sĩ lớn khác. Và cái tiêu chuẩn của anh Jason cũng sẽ cao hơn. Nên là lúc đấy là em cũng như là cả ekip của mình, cả những cái người đứng sau em ở trong công ty đều phải làm mọi thứ nó thật sự là chuyên nghiệp. Nhưng mà rất may là ok, rất may là mọi thứ nó đều ổn và gọi là vượt qua cái mức mà em tưởng tượng luôn ạ.
coi như là cái sự cố gắng của mình cuối cùng là đã có được một cái thành quả mà mình rất là ưng ý, đúng không? Thì khi mà xem MV á thì Kiwi thấy là wow, đây là một cái MV mà nó rất là hiện đại, nó rất là mới mẻ. Từ cái hình ảnh mà em đầu tư nè, trang phục, make up và kể cả là cái câu chuyện trong cái MV đó nữa. Vậy thì có mất nhiều thời gian không để có thể lên ý tưởng và hoàn thành MV này? Cái này phải nói là mất khá nhiều thời gian. Thực ra MV này là em đã quay được trong vòng nửa năm trước rồi. Nhưng mà bởi vì là tình hình dịch nên là em đã phải rời tận bây giờ. Em nghĩ không phải chỉ riêng em mà rất là nhiều các anh chị nghệ sĩ khác cũng phải rời. Nói chung là có một tí gọi là chắc không sao. Còn cái vấn đề mà để chuẩn bị thì em cái này chuẩn bị cũng khá lâu. Bởi vì là em đã phải đi tìm những cái người mà em cảm giác là phù hợp nhất trong cái sản phẩm lần này cho em. Rồi anh Jason, em cũng phải làm việc với anh Jason trực tiếp luôn. Em trực tiếp làm việc với anh Jason để ra được một cái kịch bản. Rồi tất cả những gọi là kinh phí, rồi rồi prop, rất là nhiều những thứ trong khâu sản xuất nữa. Rồi kết nối cùng với team sản xuất của mình. Ê, nên là nói chung là cái quãng thời gian đấy là cái quãng thời gian rất là dài và em cảm giác là kiểu như là thời gian chuẩn bị nó còn lâu hơn cái thời gian quay ấy. Thật ra thì nếu như mình không chuẩn bị thì tức là mình đang chuẩn bị cho sự thất bại. Còn mình chuẩn bị tức là mình đang có sự chuẩn bị cho sự thành công rồi. Cho nên là tuyệt vời đúng không? Đầu tư xứng đáng nè. Nên là khi mà em nhận thấy một cái thành quả gọi là hiện tại như vậy, em cảm thấy rất là vui và rất là mừng. Ôi cuối cùng là cũng ra được rồi. Kiểu thế không? Tại vì em rất là sợ để lâu hơn nữa thì mọi người sẽ chán mất chẳng hạn. Hoặc là để lâu hơn nữa thì cảm xúc của mình nó sẽ bắt đầu tụt tụt lại một tí. Dạ đúng rồi. Và chiếc MV Không Nói Nên Lời của Dương á, sau khi mà ra mắt thì mình có nhận được cái sự support, chia sẻ nhiệt tình của bạn bè xung quanh ông. Mình đã có cái kế hoạch hay là có chiến lược PR nào không? Thật ra thì cái lần này là em không có một cái chiến lược PR gì gọi là quá gọi là quá kinh khủng. Mà thật sự thì em rất là muốn là mọi người sẽ cùng nghe và mọi người sẽ cảm thấy là đồng cảm với cái câu chuyện đó và mọi người sẽ ủng hộ em. Nhưng mà có một điều rất may đó chính là em lại có khá là nhiều bạn bè. Nên là họ đã rất là nhiệt tình đến họ báo của em, là họ chia sẻ MV của em. Và cộng thêm cả em cũng gửi tặng cho họ những chiếc album vật lý. Tại lần này là em và ekip của mình đã đầu tư để làm album vật lý để gửi tặng cho những bạn bè của mình. Nói tới album vật lý á, là những chiếc CD vật lý thì Kiwi đang thấy là hiện tại á, ở thị trường âm nhạc của mình đó, khán giả sẽ nghe online khá là nhiều. Vậy thì khi mà mình quyết định bán những chiếc CD vật lý như vậy thì có cảm thấy là đây là một cái sự đầu tư liều lĩnh không? Em nghĩ là không liều lĩnh đâu ạ. Tại vì là khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì ấy thì em đều có một cái sự tính toán rất là kỹ càng cho mỗi cái bước đi của mình để mình sẽ không gặp phải những cái điều mà bất chắc xảy ra ấy. Nên là trước đó là em với cả ekip của mình đã nghĩ rằng là tại vì sau 2 năm em trở lại với âm nhạc thì em muốn dành một cái gì đó đặc biệt cho những người khán giả đã mong đợi mình, đã lúc nào cũng chờ mình ấy. Nên là em đã nghĩ rằng là mình sẽ làm đĩa vật lý. Nhưng mà đĩa vật lý lần này em biết rằng là đối tượng khán giả của mình, người ta sẽ không thể nào mà có đầu đĩa ở nhà. Thì em đã quyết tâm là em làm cái này nó sẽ giống như kiểu một cái ấn phẩm lưu niệm. Tính là em đã tính toán rất là kỹ, nếu như mà ở nhà mà không có cái máy nghe đĩa thì hoàn toàn có thể sử dụng để làm quà lưu niệm. Rồi lấy cái sổ tay ra ghi chép. Hay quá nhở. Và cái lời nhiều nhất mà Dương cùng với ekip của mình nhận được đó là sau cái thành phẩm này thì mình lại càng có động lực để mà mình nghĩ đến những cái dự án lớn hơn nữa, đúng không? Và nếu như mà quý vị chưa xem MV Không Nói Nên Lời của Đỗ Hoàng Dương thì nhớ ngay vào YouTube để có thể xem cái MV này và cho những cái bình luận góp ý để xem là cái cảm nhận của các bạn khi mà xem MV này như thế nào. Tại vì là dù là bình luận góp ý hay là bình luận tốt thì em cũng đều đón nhận hết. Thật sự là như thế luôn. Tại vì là em nghĩ rằng là những lời góp ý là những lời rất là quan trọng mà em rất là muốn nghe. Bởi vì là mình phải nghe được những cái lời góp ý của mọi người thì mình mới có thể biết được là mình còn thiếu sót chỗ nào để mình có thể làm tốt hơn cho lần sau. Chị thấy là em rất là trưởng thành. Có những cái tư duy làm việc rất là trưởng thành. Và nếu như mà nghệ thuật của chúng ta có những người nghệ sĩ trẻ không chỉ là tài năng, không chỉ là năng lượng mà lại còn có một cái cách tiếp cận với khán giả, tiếp cận vấn đề một cách sâu sắc, văn minh và tử tế như vậy thì là một cái điều rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ nói một chút xíu đi, là bên cạnh công việc là trở thành một ca sĩ trẻ thì em có dự định là nó sẽ trở thành một diễn viên, một rapper, một dancer, ví dụ là những cái mảng đó thì em có dự định như thế nào không? Trong năm ngoái thì em có tham gia một bộ phim Boiler, được mọi người khá là yêu quý và mọi người cũng biết đến em khá là nhiều qua cái dự án phim Boiler đó. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyên môn của em, chuyên ngành của em đó chính là âm nhạc, thì em muốn tập trung cho nó hoàn toàn vào sản phẩm
100%. Những cái điều đó nó giống như là một cái cuộc dạo chơi thực sự của em khi mà trẻ. Thì ở Hoàng Dương khi mà Kim Nguyên tiếp xúc như này, trò chuyện với em thì Kim Nguyên thấy là em là một người rất là hoạt ngôn đó, và cũng như là cái tư duy làm nghề và tư duy sống của em nó rất là trưởng thành, rất là bản lĩnh. Vậy thì sau này chắc chắn là em không chỉ là một người nghệ sĩ có tài đâu, mà còn là một nghệ sĩ có giá trị. Cái đó mới là quan trọng. Em cũng hy vọng là những cái điều mà em làm có thể tạo được giá trị trong tương lai. Đấy là điều em mong. Chị Kim Nguyên cũng rất là mong điều đó. Tí nữa là hai chị em mình kết bạn với nhau, mình sẽ cùng theo dõi cái hành trình của nhau nha. Tất cả quý vị thính giả ơi, vậy là ngày hôm nay thì chúng ta cũng chia sẻ khá là nhiều với ca sĩ trẻ Đỗ Hoàng Dương, và vừa rồi thì Hoàng Dương vừa ra một chiếc MV. Thì nếu như mà quý vị yêu mến Hoàng Dương, ủng hộ Hoàng Dương thì hãy cùng theo dõi MV Không Nói Nên Lời, và cũng như là để lại nhiều bình luận để mà Hoàng Dương tiếp thêm nhiều động lực hơn nữa và cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn nữa. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn chị Kim Nguyên bởi vì đã cùng trò chuyện với em ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho MV Không Nói Nên Lời cũng như là ủng hộ cho Đỗ Hoàng Dương nha. Cảm ơn Hoàng Dương rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Kim Nguyên chúc cho em á, lúc nào cũng giữ được một cái nguồn năng lượng như thế này, một cái tư duy làm nhạc và tư duy sống rất là văn minh, rất là hiện đại và khí chất như thế này. Cái này mà là quan trọng nha. Và luôn luôn sẽ là một ca sĩ tài năng, bản lĩnh và có nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa dành cho khán giả của mình. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng theo dõi buổi talk show ngày hôm nay. Và hy vọng là qua những chia sẻ này thì các bạn có thể hiểu nhiều hơn về nam ca sĩ Gen Z Đỗ Hoàng Dương của chúng ta, ủng hộ hành trình của bạn ấy. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một ngôi sao thực sự tỏa sáng, không chỉ là trong nước đâu mà còn là quốc tế nữa. Hãy cùng theo dõi hành trình của Đỗ Hoàng Dương và ủng hộ bạn ấy nha. Cảm ơn Hoàng Dương rất nhiều.